Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách, trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc. Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay lại với kênh của Duy Anh Mobile. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Vâng, trước sự camera màn hình của mình thì anh chị thấy một chiếc xe form dáng của em nó rất là to. Em cũng xin giới thiệu sơ qua, chiếc xe này tên em nó là Hyundai Stares, sản xuất năm 2001. Xe này thì được xuống tải 1 tấn và 3 chỗ ngồi. Xe này niên hạn sử dụng thì còn tới năm 2026 nha anh chị nha. Xe này còn được 6 năm nữa nha anh chị. Xe này thì bên em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 79 triệu. Con xe này thì máy dầu, có turbo, một cầu và tay lái trợ lực, kính bấm. Và bây giờ cũng như mọi video khác thì xin mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em để kiểm tra về đồng sơn nội thất của chiếc Hyundai Stares này như thế nào ạ. Thì anh chị và cô chú sẽ sở hữu một chiếc xe máy dầu một cầu này và có turbo nha anh chị nha. Xe này đặc biệt một cái thì chạy rất là lợi dầu. Và chắc hẳn là tất cả các cô chú và anh chị đã theo dõi cái kênh của em thì cũng biết con xe này nó cũng chinh chiến với em là bao nhiêu cái tỉnh thành rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay em sẽ lên sóng và em bán chiếc xe này cho anh chị và cô chú với giá thành là 79 triệu nhé. Hiện tại thì bản số đang đeo là 74K8931. Đây là nước sơn bề ngoài của em nói nha anh chị nha. Xe này thì thích hợp với tất cả các cô chú nào, anh chị nào trong quá trình mà đi mua đồ, chở đồ những lặt vặt thì rất là tiện dụng ha. Xe thì được xuống tải là 1 tấn nha anh chị nha. Đó, 1 tấn. Bốn cái vỏ của em nó thì cũng còn coi như được là 60-70%. Xe này thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần nha anh chị. Bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng em kiểm tra dàn nội thất ở bên trong của chiếc xe này em nó như thế nào. Xe thì có một hai điểm bị chốc sơn ở đây nha anh chị nha. Xe này thì nếu anh chị lấy thì thích thì dặm sơn lại một tí thôi, nó bị nổ thì nhìn nó cũng hơi xấu một xíu. Còn tất cả hoạt động của em nó thì cũng rất là ok, nên anh chị và cô chú cứ an tâm về vấn đề này. Đây là cánh cửa bên phụ nè anh chị. Là tắp lô anh chị ha. Đó, tắp lô. Nội thất ở bên trong thì xe được trang bị là 3 ghế ngồi. Đó, ghế bọng thì anh chị cô chú cũng thấy ha. Ghế thì vẫn còn rất là sạch sẽ, rất là ok. Và ở đằng sau này thì em nó rất là rộng rãi. Đằng sau này thì bên tụi em có lót một cái tấm nệm để trải, để ngồi cho nó sạch sẽ. Tại vì xe này xe công vụ tụi em đi thì tụi em lót nệm. Chứ còn anh chị của chú thích thì về mở bỏ tấm nệm này ra để mình chở đồ lặt vặt nha. Khoang rất là rộng rãi anh chị ha. Đó, đằng sau nè, xe có trang bị quạt anh chị ha. Đó, dàn quạt luôn. Chân bọng thì vẫn còn rất là ok, một lớp da vẫn rất là sạch sẽ. Với có một chia giá thành là 79 triệu với một con xe Hyundai Stares được mang tiếng là huyền thoại này thì thực sự là vẫn hiếm nha anh chị nha. Dòng này thì anh chị cày thêm 6 năm nữa. Và đặc biệt một cái là em nó rất là tiết kiệm xăng, rất là tiết kiệm dầu. Xe thì trang bị cửa lùa. Nội thất ở bên trong này thì rất là thoải mái, rất là rộng rãi anh chị ạ. Đây xe thì lớp bánh sô cô vẫn còn rất là mới.
chân bọng này anh chị ha. Xe thì có hai dàn lạnh luôn nha anh chị nha, dàn lạnh này vẫn còn hoạt động bình thường nha anh chị. Cửa thì có cái tay nắm này nó bị mất rồi nha anh chị, này thì mua mình gắn vô thôi anh chị. Đó, keo chỉ của chiếc Hyundai Stress anh chị thấy không, vẫn còn rất là ok. Nó keo cột thì anh chị thấy những nốt đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, hầu như không có một dấu hiệu nào bị xô đẩy cứng đụng nha anh chị nha, từ nách bản lề luôn anh chị nè. Đó, 4 cái vỏ thì cũng còn rất là ok nha anh chị và cô chú. Rồi bây giờ mời tất cả các anh chị và cô chú cùng theo em kiểm tra về bên ghế của bên tài để coi chiếc xe này em nói như thế nào ha. Đây là cánh cửa bên tài. Nãy zin của theo xe thì vẫn còn anh chị ha. Đó, cái dàn nãy zin. Tắp bê tắp lô rất là ok. Bước lên xe đây là kèo trụ A. Những nốt đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản nha anh chị và cô chú. Đây là trong không gian của bên ghế tài anh chị ha. Thì xe thì bước vào bên trong xe thì xe có trang bị một dàn nhạc, nhạc quýnh rất là sập sình anh chị ạ. Xe này máy lạnh rất là sâu. Thì mặt đồng hồ táp lô thì cũng được chủ trước là người ta dán một lớp giả gỗ, cái này sơn luôn anh chị chứ không phải dán anh chị. Nhìn cũng rất là hài hòa. Vô lăng thì thiết kế của mang một ký hiệu của hãng Hyundai. Vô lăng là 46. Xe thì tay lái trợ lực. Kính thì kính chỉnh điện nha anh chị nha. Bốn kính là kính chỉnh điện hết nha, vẫn hoạt động trơn tru. Xe thì số sàn 5 cấp. Xe này máy dầu nha anh chị nha. Và bây giờ em sẽ tiến hành em nổ máy cho anh chị cô chú cùng tham khảo ha. Máy dầu em quên, lúc nào đeo lên máy dầu là cũng phải xong hết anh chị ạ. Không xong thì nó khó nổ. Cái nguyên tắc của nó là vậy. Vô lăng thì vô lăng 46, tay lái trợ lực anh chị ha. Đồng hồ đồ công tơ mét, tơ mít, kim nhiệt, kim báo xăng, báo nước đồ đầy đủ, hoạt động bình thường anh chị ha. Hai kính thì chỉnh điện ha, vẫn hoạt động bình thường nha anh chị. Đó, kính thì vẫn hoạt động lên xuống rất là trơn tru vậy ha. Ngồi trong chiếc xe này thì một cái cảm giác nó rất là thoáng và nó rất là cao anh chị ạ. Với số tiền là 79 triệu thì anh chị và cô chú sẽ sử dụng được thêm 6 năm đời nữa với con xe này, phục vụ cho mình rất được nhiều mục đích nha anh chị nha. Nếu anh chị nào đam mê về dòng Stress và cũng đã biết chạy, hiểu và nhận nhau chiếc xe này thì anh chị sẽ biết nó cái độ chất và độ bền của em nó như thế nào. Này, này hình như cái dàn này nó bị mất cái đèn rồi. Bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em để kiểm tra về cái máy của chiếc Hyundai Stress này. Đây là khoang máy của chiếc Hyundai Stress. Xe thì có turbo nha anh chị nha. Đây là cái hộp turbo của nó. Bình bọng mới. Máy dầu thì nó sẽ nổ to hơn những cái máy bình thường nha anh chị. Em nó không có nổ giống như những cái xe xăng. Nó không được êm. Đó, em nắp capo chị thôi.
đèn bọng thì em nó cũng còn rất là sáng láng. Xe thì trang bị được 4 cặp la răng, nhìn rất là ok anh chị ha. Xe này thì cứ đăng kiểm là cứ 6 tháng một lần nha anh chị nha. Hiện tại thì đăng kiểm còn tới tháng 1 năm 2021 lần anh chị. Bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng em kiểm tra về dàn gầm của chiếc Hyundai Stress này. Vâng, trước sự camera màn hình thì anh chị và cô chú cũng thấy cái dàn gầm của em nó vẫn còn cứng cáp như thế nào đúng không ạ? Và đây em cũng xin nhắc lại, sơ lại cho anh chị và cô chú cùng tham khảo về nắm chi tiết về chiếc xe Hyundai Stress này. Em nó là sản xuất năm 2001, niên hạn sử dụng thì còn tới năm 2026 thì còn được 6 năm nữa nha anh chị nha. Còn sau 6 năm nữa xe này mới hết đời anh chị. Ở bên em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 79 triệu với một chiếc xe Hyundai Stress đăng ký 3 chỗ ngồi, hạ tải 1 tấn, máy dầu có turbo nha anh chị nha. Em nhấn mạnh có turbo, tay lái trợ lực đồng sơn, đồng đẹp. Sơn thì có một hai điểm nó bị nổ, nó bị xấu, nhưng với một chiếc xe này thì mình chỉ phục vụ công việc mình để mình chở đồ lặt vặt, hoặc là mình phục vụ mình chứ không phải là để mình đi du lịch anh chị ạ. Anh chị nào theo dõi cái kênh của em thì cũng biết con xe này cũng đã theo em chinh chiến không biết bao nhiêu cái tỉnh thành rồi anh chị đúng không ạ? Rồi đây đồng sơn si nội thất của em nó vẫn còn rất là sáng láng, rất là đẹp anh chị ạ. Đó. Em xin nhắc lại xe này là có turbo nha anh chị nha, nên anh chị cũng đừng so sánh với những chiếc xe khác. Đây là khối lượng bản thân của em nó. Anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em theo số điện thoại đó là 0983 029 131 hoặc 0 339 73 7383 hoặc là trực tiếp xem xe tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, phường 1 nha anh chị nha. Và bên này thì cũng là một con Corando, nó cũng là bán tải luôn anh chị, máy dầu. Xe này thì một cầu nha anh chị. Xe này thì em cũng làm video clip rồi. Xe này em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 62 triệu nha anh chị nha. Xe này thì sản xuất năm 1999 nha anh chị. Đó. Anh chị nào thích sở hữu chiếc Hyundai Stress này thì xin vui lòng điện thoại cho em. Vâng. Anh chị và chú ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên ô tô Duy Anh nhé. Một lần nữa cũng không biết nói gì hết, chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống cũng như thành đạt trong mọi lĩnh vực nha. Và bên này em mới về được một con Honda Accord, mà con xe này tí xíu nữa em sẽ review lại cho anh chị và cô chú nha. Xe này giá rất rẻ anh chị ạ, giá chỉ là giá tập lái thôi. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách, trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm
bán sự yên tâm, mua sự hài lòng. Chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0935500001, 0983029131, 0918614642, ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.